Ok, hello guys, hello mọi người đã quay trở lại với video mới đây của mình. Và có lẽ là như mọi người đã đọc ở phần tiêu đề rồi, là ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video unboxing. Dạo này mình nghĩ là mình unboxing hơi nhiều thì phải. Và có lẽ là sau cái video này thì mọi người cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian rất là dài thì mình mới có thể quay trở lại làm những video về chủ đề unboxing như này nữa. Để không mất thêm thời gian của mọi người thì bây giờ mình sẽ unboxing món đồ đầu tiên. Ok, và món đồ đầu tiên mọi người có thể thấy ở đây là một chiếc hộp màu đỏ. Và đố các bạn biết cái hộp màu đỏ là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho Supreme. Thì ở đây mình đang có một cái hộp màu đỏ có chữ Supreme ở đây, Sup, và bên này là Prime. Ở trên là chữ Hello. Mình cho các bạn 5 giây để các bạn có thể trả lời được xem là bên trong này của mình nó là cái gì. 1 2 3 4 5. Và chắc chắn là mọi người sẽ không biết đâu. Đó chính là, để mình mở cho các bạn. Các bạn có biết cái này là cái gì không? Đó chính là một cặp cốc của Supreme. Hết rồi, bên trong chỉ có một cái hộp đựng hai cái cốc này thôi. Đây, mình sẽ tạm thời để cái hộp xuống. Đây là hai chiếc cốc của Supreme. Nó bán theo một cặp. Mình mua cặp này đâu đó khoảng, đâu đó rơi khoảng tầm 2,5 triệu cho hai cái. Về cái cốc này thì chắc là không có gì nhiều để có thể giới thiệu cả các bạn. Nhưng mà điều mà mình thực sự đáng tiếc ấy là cái cốc này là bán theo cặp. Cả hai cái cặp cốc này đều là chữ Supreme mà lại không phải là ở trên là một chữ Sup hoặc là ở dưới là chữ Prime, thì nó sẽ cảm giác gì đó, nó có một cái sự couple, một cái sự liền mạch. Và cái màu chủ đạo của Supreme thì các bạn cũng biết rồi, là màu đỏ và màu trắng. Thì ở đây sẽ có một cái cốc bằng nhựa. Thực sự thì mình mua cái món đồ này về chắc là mình cũng sẽ mua về chỉ để bày thôi, chứ còn hoặc là mình cũng có thể uống nước bằng một cốc. Vì một cốc mình để bày, mình để trưng ở đây này thì nhìn nó sẽ có một chút gì đấy nó chất nghệ hơn. Đồ của Supreme mà thường thì sẽ làm những cái đồ rất là dị. Từ viên gạch Supreme này, cái bàn chải đánh răng. Từ mình có một cái bàn chải đánh răng để mình lấy cho mọi người xem. Đây chính là cái bàn chải đánh răng của Supreme. Đây là một cái bàn chải đánh răng của Supreme mà mình mua, mình chưa dùng bao giờ cái này để đánh răng như này. Design by Massimo, made in USA, được làm trực tiếp tại Mỹ. Các bạn có thể thấy là cái cốc này nó không có gì gọi là đặc sắc cả. Mình sẽ để ở đây luôn. Theo mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là một cái đôi giày. Một cái đôi giày nếu như mà đến cái thời điểm hiện tại mà mình mua thì có thể là nó cũng đã hết hot rồi. Đôi giày này mình đặt khoảng 20 ngày nay, khoảng gần 20 ngày nó mới về. Trước mặt các bạn đây, đó chính là một cái đôi giày. Các bạn biết đôi giày là đôi giày gì không? Tên, đây là một cái đôi giày mà mình vừa mới đặt, vừa mới về. Đó là một đôi Jordan. Lần này không phải là Jordan 1 nữa, mà nó là Jordan 4. Một cái đôi giày mà collab với cả Off-White, được ra mắt vào, nếu như mình không nhầm thì khoảng 3 tuần trước thì phải, 3, 4 hoặc là 1 tháng trước. Và bây giờ thì chúng mình hãy cùng đi về cái thiết kế của bóc hộp. Về cái bóc hộp của nó thì các bạn có thể thấy là nó khác hoàn toàn so với những cái đôi Jordan mà mình từng unbox, là cái hộp nó rất là cứng cáp này. Cái thứ hai là những cái đặc điểm của Off-White thì mọi người biết rồi. Thường là sẽ có những cái lỗ, những cái sản phẩm của Off-White mà collab với cả Nike á, thường là sẽ có những cái tấm kính plastic như này. Đôi UNC và cả Off-White thì nó sẽ mở ở đây, và bên trên này sẽ có một cái tấm lót kính. Và đây sẽ có một cái logo của Jumpman 23. Đôi này mình mua là size 10. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra để cho mọi người chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó. Và mọi người thấy cái điều gì ở trong đôi giày này không? Nó khác hoàn toàn so với những đôi giày mà mình unbox. Mình thì chưa unboxing một cái đôi giày của Nike với cả Off-White khác trước, thì mình không biết được là cái cách đóng gói như nào. Nhưng mà cách đóng gói của cái đôi giày này nó khác hoàn toàn so với những cái đôi giày mà mình đã từng unbox. Ví dụ như là những đôi của Nike hoặc là Vans ấy, thì thường là cái giày gói này của họ là làm bằng giấy. Cái giày gói này của họ ấy là làm bằng ni lông, thì có thể là nó chưa được bảo vệ môi trường cho lắm. Và về cái phụ kiện bên trong này thì có một dây giày này, hai này, ba này. Wow, tổng cộng là cho 3 cái dây giày. Đây là một cái cọng dây giày màu đen có chữ shoelace ở đây. Ở đây là một cái dây giày màu min. Không biết là lên camera này thì nó nhìn ra màu min hay là nó nhìn ra màu trắng, thì mọi người có thể hình dung được đây là một cái màu min nhạt. Và đây là một cái màu trắng hoàn toàn. Một cái cũng đều có chữ shoelace. Và sau đây sẽ là thành phần chính của cái hộp giày này. Đó chính là đôi giày Nike Jordan 4 và collab với cả Off-White. Cảm thấy như nào về cái đôi giày Jordan 4 Off-White này? Lúc đầu thì ở trên web có cho ra mắt cái đôi này, thì mình không hiểu sao những cái đôi Jordan mà mới ra ấy, thì mình đều không thích.
Thế đến một thời gian mà mình thấy những bài post ở trên những cái nhóm giày ấy, những cái trang giày họ post lên cái đôi này mà ảnh thật, thì mình thấy là oh my god, cái đôi giày nó lại đẹp như vậy. Và về cái thiết kế của cái đôi giày này thì mọi người có thể thấy rồi, cái màu chủ đạo của nó là một cái tông màu kiểu nó cream, nó kiểu kem kem, và màu nó nhìn trông khá là dịu mắt và nhìn trông nó cứ kiểu yên bình kiểu gì ấy. Nó khá là giống với cả cái màu baby blue mà mình cũng thích. Cái đế này thì là làm bằng cum pha lẫn với cả những cái phần cao su khác. Ở bên này thì có một cái chữ gọi là chữ E. Và cái phần trong suốt ở đế này nó lại làm mình liên tưởng tới những cái đôi mà em mắc. Những cái đôi em mắc thường là phần đế này của nó cũng sẽ được lộ ra như thế này. Ở cái phần mũi giày này của nó có một cái thiết kế mà mình cảm giác như nó thực sự rất là chất. Thì là được làm bằng lưới, những cái họa tiết của lưới từ những cái đôi giày mà Air Presto hay những cái đôi Air Force One mà collab với cả Hawaii á, thì thường là sẽ đưa cái lưới vào cái đôi giày này. Ở phần đế này có một phần lưới này, và ở cái phần lưỡi gà này cũng một phần lưới luôn, và nó có logo của Jumpman ở đây. Ở phần đế của nó thì nó có một cái pull tab à, hoặc là cái này nó gọi là cái heel tab, thì nó có một cái heel tab trong suốt, nó sử dụng cái hiệu ứng gọi là translucent, nó giống như cái những cái đôi Dior ấy. Và ở cái phần này của nó mình không hiểu sao lại làm màu xám ở đây, nhưng mà nó cũng làm tách biệt được cái phần màu này ra thì mình thấy là nó cũng khá là ổn. Và bên hông, bên mặt trong của nó á, là cũng như bao cái đôi off-white khác thôi, là cũng đều có chữ ở đây, chữ của off-white ở đây và năm của off-white hay như nào đấy thì mình không tìm hiểu rõ lắm. Một cái điều mình thực sự thích ở trên cái đôi giày này ấy, là cái phần này của nó này. Phần này của nó có thể tháo rời ra. Ok, để mình có thể tháo rời ra cho các bạn có thể xem thử. Các bạn phải bỏ dây giày ra thì cái phần này của nó mới được free, nó được thả kiểu thả free ấy. Đó, các bạn có thể thấy không? Đây, khi mà chúng ta bỏ dây giày ra thì nó sẽ được free 3 lớp như này. Đây là một cái, đây cũng gọi là một cái thiết kế khá là hay của Off-White. Vì nếu như mà các bạn không thích thì các bạn sâu dây vào là nó sẽ ôm sát. Và chắc chắn rồi, mình thì mình sẽ bỏ ra để đi nhìn cho nó ngầu hơn. Ở bên trong cái phần upper này thì nó sẽ có một cái thác của Air Jordan. Nhưng mà có một điều là nó thêu ngược, cho nên là các bạn phải để giày như này thì mọi người mới có thể nhìn thấy được cái chữ này của nó là chữ Air Jordan. Và ở phần lưỡi gà của nó ấy, thì được in logo của Jumpman 23, và bên dưới này có chữ gọi là chữ file thì phải. Ngoài ra thì sẽ được phủ thêm một cái tấm, một cái tấm hình vuông nhỏ nhỏ thôi, có cái bằng nhựa. Và các bạn có thể nghe tiếng ở đây, cái tiếng này của nó bằng nhựa, trên là các bạn cào tay vào thì sẽ nghe rất là rõ. Về cái điều mà mình thực sự rất là thích ở trên cái đôi giày này ấy, là mình thấy là nó làm khá là nhiều chất liệu đấy. Đầu tiên là chất liệu bằng gum này. Cái thứ hai là ở đây là bằng da. Cái phần này là bằng nhựa plastic, kiểu nó hơi lười lưới một chút. Không biết là các bạn có thể nhìn thấy ở đây không, nhưng mà cái phần này ấy, nó sẽ là một cái phần mà thêu lưới, nó không cắt sát vào mà nó để free ra nó. Và để mình show cho các bạn xem về cái chi tiết rõ ràng của đôi giày này một lần nữa, bởi vì là nó hoàn thiện cực kỳ là tốt, nó không hề có một cái phần keo thừa nào cả. Mình đố các bạn tìm được một vết keo thừa ở trên cái đôi giày này luôn. Nó hoàn thiện rất 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 là tốt. Trái thì như cái đặc điểm của Hawaii, tất cả những cái đồ Hawaii ấy thì họ đều có một cái thác như này. Ở đây cái đôi giày này thì cái thác này được làm bằng màu kem và có cái chữ Off-White ở đây. Và cái điều thác này thì mình nghĩ là không còn xa lạ với cả một số người rồi. Mọi khi thì là Off-White sẽ là cái thác là màu đỏ. Còn ở trên đôi giày này muốn làm đồng bộ màu thì làm đúng màu của cái đôi giày này luôn. Đây là một cái thác có logo của Jumpman và in chữ E ở đây, được làm trong suốt. Các bạn có thể đeo vào hoặc là bỏ ra, nhưng mà mình thì mình sẽ để ở đây để khi mà chụp ảnh hoặc là đi ấy, thì nó sẽ lắc trông dễ rất là hay. Các bạn biết là sao nó lại có dây giày màu xanh pin không? Đó chính là cái phần đế của nó. Cái phần đế của nó ấy làm có một chút màu xanh pin, cho nên là cái dây giày màu xanh pin vào đây đó sẽ rất là hợp. Thực ra thì để mà nói thì hợp cũng không phải là hợp, bởi vì khi mà các bạn đi ấy, thì các bạn lại chạm cái đôi này xuống đất, chạm cái dây xuống đất, cho nên là không thể nhìn được cái màu xanh pin. Nhưng mà cũng có một chút chi tiết gọi là đồng bộ nhẹ nhẹ ở trên cái đôi giày này. Và cái điều mà mình hơi tiếc ở trên cái đôi giày đẹp như vậy đó chính là cái về cái size của nó. Cái size của nó nếu như mình nhớ không nhầm ý, là cái đôi giày này sản xuất tầm khoảng 50-60 nghìn đôi, nhưng mà cái lượng người mua nó sẽ nhiều gấp 3-4 lần như vậy. Nhưng mà họ lại sản xuất ra đa phần là toàn size nữ, mỗi một nước sẽ có khoảng tầm mấy chục đôi size nam thôi. Cho nên là chính vậy, cho nên là size nam nó rất là đắt, cho nên là cái giá resale của nó khá là cao. Mình mua đôi này đâu đó, nếu như mình nhớ không nhầm, là đôi này mình mua khoảng 30 triệu. Oh my god, một cái giá mà nó hơi cao. Thực sự là không phải ở đấy là bán cao, mà là do cái thị trường ấy ở trên StockX bây giờ. Và mình là đi size 44, cho nên là tìm đúng cái size 10 thì quả là một cái vất vả và cái giá rất là cao. Nhưng mà không sao, mình vẫn cảm thấy là rất là đáng tiền khi bỏ tiền ra mua cái đôi giày Nike Jordan 4 Off-White này. Ok, và cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn unboxing cho mọi người là một số những cái món đồ về quần áo.
Và cái áo đầu tiên mình phải unboxing cho mọi người đó chính là một chiếc áo của Drill. Các bạn biết Drill là hãng gì không? Của Justin Bieber. Về cái thiết kế của sản phẩm thì mọi người có thể thấy là ở bên đằng trước thì có chữ Drill, logo Drill in màu. Ở mặt sau này thì có một cái dòng chữ gọi là "This bag is not a toy". Nó khá là giống với cả cái câu của Forbes. Bây giờ thì mình sẽ mở ở bên trong để xem cái áo này nó sẽ như thế nào. Ok. Đây là mặt trước, ở đây là mặt trước của nó thì có đúng chữ Drill thôi. Ở mặt sau này thì là một cái áo trơn không có gì cả. Và cái cảm nhận đầu tiên của mình ấy là về cái chất vải. Cái chất vải của cái áo này nó là một cái chất liệu vải mình nghĩ là 100% là cốt tông. Nhưng mà nó lại là một cái cốt tông ít co giãn, cho nên là các bạn mặc vào thì lên form nó sẽ rất là đẹp. Ở mặt trước của nó thì sẽ có đúng chữ Drill đơn giản thôi. Và hai màu là màu đen và màu vàng. Mình không biết chất liệu in của này, nhưng mình không nhầm thì cái chất liệu in này nó là chất liệu in lưới. Bởi vì các bạn sờ vào nó sẽ hơi có một chút gì đấy, nó sần. Ở đây là một cái tag của Drill ở đây. Có chữ là Drill House, size medium, size M. À, bên trong sẽ một cái tag bằng giấy của Drill. Wow, nó có một cái logo của Drill mặt cười ở đây. Ống ánh lên trông rất là đẹp. Ở mặt sau này thì có những chi tiết rất là hay. Made in USA và logo của Drill, một cái hình mặt cười rất là đơn giản. Cái form áo này, đó là cái form áo boxy. Thì cái áo này nó là size O. Nếu như mà mọi người có mua áo của Drill thì mọi người nên là giảm đi khoảng 2 size với size Việt. Bởi vì là cái form áo này nó khá là rộng và các bạn nên cân nhắc khi mà các bạn mua size của Drill. Để tránh trường hợp các bạn mua true size ở Việt Nam về các bạn không mặc được, các bạn mặc rộng như cái bao tải thì nó sẽ không đẹp. Ở bên hai phần vai thì đã có hai đường chỉ để làm nổi bật ở cái phần vai của các bạn hơn. Nhưng mình đã từng nói rồi là những cái áo mà có hai đường chỉ này thì đều rất là đẹp. Và tiếp theo thì sẽ là một cái áo của Drill nữa, nhưng mà cái màu này là một cái phối màu khác. Về cái thiết kế thì ok, vẫn là như vậy. Mình sẽ mở nó ra. Trước mặt các bạn đây là một chiếc áo của Drill, có hình logo của Drill luôn. Và về cái chất vải thì vẫn như vậy rồi, nó vẫn khá là giống với cả cái áo màu min kia, nhưng mà nó có một cái hình in của logo Drill. Về hai cái áo mà mình mua này ấy, thì nó là hai cái áo mình pick up trực tiếp tại Head Factory. Và nó là bản mới nhất, bản season mới nhất ấy. Bởi vì Drill này nó cho ra một cái mức giá từ dao động từ $48 cho tới $148. Thì hai cái áo này mình mua có giá đâu đó khoảng 3 triệu một cái thì phải. Mình nhớ không nhầm, bởi vì hôm đấy mình mua cũng khá là nhiều. Đây thì vẫn thiết kế vẫn y hệt như vậy thôi. Vẫn có hai cái tag của Drill ở đây. Và Drill, tag Drill ở dưới là Made in USA. Đó là một cái phối màu gọi là cam, nhưng mà nó là cam đất. Mình nghĩ là một số bạn mà da hơi ngăm ngăm một chút thì không nên chọn cái colorway này. Bởi vì là cái colorway này nó làm mình sẽ bị đen đi một chút. Drill có những cái phụ kiện như là dép đi trong nhà và quần nữa. Thì có thể trong tương lai mình sẽ crop những cái món đồ đấy, và chắc chắn là mình vẫn sẽ chia sẻ với cả mọi người rồi. Nếu như các bạn quan tâm mình mặc những cái món đồ này như nào thì các bạn hãy follow Instagram mình ở đây. Bởi vì là mình sẽ mix and match và mọi người có thể tham khảo nó. Tiếp theo sẽ là một cái món đồ nữa, nhưng mà không phải là của Drill nữa rồi. Nó là một cái quần short mình mua của Destructive. Thì đây là một cái hãng brand ở bên London, ở bên Anh. Về cái thiết kế của sản phẩm này thì các bạn có thể thấy ở đây rồi. Nó là một cái túi zip bình thường thôi. Quần này hôm mình lướt web, ở trên web mình định order rồi, mình kiếm đi order. Nhưng mà sau cho bạn xem qua về cái tổng thể của cái quần này. Về quần này thì cái hôm mình lướt web thì mình tình cờ gặp một cái quần này và mình có up lên hội lên trên nhóm tìm. Không hiểu tại sao những cái món đồ mà mình cần ấy thì ở Head Factory lại bán những cái món đồ như vậy. Cho nên là mình đã qua cop ngay lập tức cái chiếc quần này. Về cái chiếc quần này, với cảm nhận đầu tiên của mình về cái vải của nó. Cái vải của nó được làm 100% là bằng vải nỉ. Vải nỉ khá là đẹp. Và chất vải này nó làm mình liên tưởng tới những cái quần của Forbes. Cái Forbes với cả Passion, mà những cái line essential của họ thì họ cũng đều là cái chất vải như vậy. Và đặc điểm của tất cả những loại quần cargo là nó sẽ có túi hộp. Nó sẽ có một cái drawstring khá là gọi là dài. Có thể gọi là dài, nhưng mà cũng không vấn đề gì, cái bởi vì là cái này có thể thay được. Và bên trong sẽ có một cái tag của Destructive bằng da, một cái tag bằng da, một cái chất lượng gọi là có thể gọi là cao cấp, nhưng không biết giặt thì nó có bị hỏng không nhở. Hai cái tag này làm bằng cao su, làm bằng chất liệu bằng ni lông. Đây là cái cờ của nước Anh, họ làm những cái signature mà nhìn vào phát biết đây là quần này của hãng Anh sản xuất luôn. Và đây là một chiếc quần short mà chắc là mình sẽ mặc khá là nhiều trong cái mùa hè này, kể cả mùa thu đông mình vẫn có thể mặc được chiếc quần short này. Nó có ghi là 98% là cotton và 2% là elastane. Đây là chắc là 2% co giãn thôi, vì mình thấy là co giãn cũng nhẹ nhẹ.
Cái điều mà mình thích ở cái quần này ấy là cái màu của nó, các bạn có thấy không? Và cái điều mà mình rất là thích ở cái quần này là cái màu của nó. Cái màu của nó không phải là một cái màu đen hoàn toàn, nó là một cái màu kiểu xám xám, một kiểu wash wash. Ở cái phần ống quần thì thường ấy là những cái quần mà mình sử dụng thì thường là nó sẽ phải là vắt sổ ở đoạn này, nghĩa là nó may liền lại. Quần này thì nó lại làm nó hơi wash wash, cái đường nó kiểu tua ra như này này, thì nhìn quần của bạn nó sẽ rất là tự nhiên và nó sẽ có một cái thần thái gì đấy nó khác hơn so với những quần mà các bạn vắt sổ. Và cuối cùng, cái sản phẩm cuối cùng này, nó là một cái chiếc áo t-shirt đến từ thương hiệu Salut. Chắc là các bạn xem ở đây rồi thì các bạn cũng biết được là ở cái video này mình không unboxing những cái món đồ mà mình từ những cái thương hiệu mà mình đã từng sở hữu rồi. Mình sẽ toàn unboxing những cái thương hiệu mới mà mình muốn tìm ra để mình chia sẻ với cả mọi người. Thì đây là một cái thương hiệu của Salut, được sản xuất tại Hồng Kông nhưng mà có một cái điều là được pick up trực tiếp tại Nhật. Mình không hiểu sao là cái hãng Salut này, mình tìm tất cả những cái thông tin của họ ở trên web thì không thấy đâu cả, những cái như kiểu Instagram hay web hay nhà đấy thì không thấy đâu, mà mình pick up trực tiếp ở tại sao Nhật. Và ở bên Nhật thì mình có một người bạn tình cờ là đi ngang qua một cái cửa hàng cũng bán những cái đồ kiểu streetwear ở bên Nhật ấy, thì có chụp cho mình cái chiếc áo này và ngay lập tức mình ưng ngay lập tức luôn, vì cái họa tiết của nó thực sự rất là chất lượng. Và nó cho mình bằng một cái túi plastic có thể gọi là to gấp đôi cái áo này. Bây giờ thì mình sẽ mở ra. Về cái đặc điểm đầu tiên mà mình thực sự rất là ngờ, đó chính là cái mùi hương của nó. Wow, cái mùi hương không biết có phải mùi hương từ bên Nhật không nhưng mà thơm quá. Cái mùi hương của chiếc áo nó rất là thơm. Bên trong này sẽ có một cái phụ kiện là một cái tag, một cái tag, chắc là cái tag này chắc gì để đeo ở móc chìa khóa các thứ thôi. Và mặt trước thì nó sẽ có một cái chữ gọi là Salut và cái hình bông hoa Kakakiki. Và nếu như mà cái áo này của G-Dragon mà làm ra thì chắc chắn là cái giá nó không còn là rẻ nữa rồi. Bởi vì là nó cũng khá là sở hữu những cái sự tương đồng với cả ở trên những cái đôi giày của Peace Minus One, là thường là họ sẽ lấy cái logo biểu tượng hoa cúc này. Ở đây có một cái bông hoa cúc, nhưng mà các bạn thấy điều đặc biệt của bông hoa cúc này ấy là những cái cánh hoa của nó bị rơi. Những cái cánh hoa của nó bị rơi vào một cái dây một cái dây xích đỡ lại những cái cánh hoa này, nó kéo những cái cánh hoa này và nhìn nó ra một cái thiết kế gọi là đỉnh cao của đỉnh cao. Và cái mùi hương của nó ấy, mình không biết là cái mùi hương của cái áo này nó là mùi gì, nhưng mà là một cái mùi hương hoa 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 ngửi rất là fresh. Cả mọi người cũng chắc là cũng đang thắc mắc là tại sao cái tag này của nó lại nhăn như vậy đúng không? Là do cái tag này ở trên chiếc áo nó cố tình làm nhăn như vậy. Một cái thiết kế có thể gọi là dị, cố mình bẻ ra cho nó thẳng rồi nhưng mà không thể nào có thể bẻ được, nó vẫn có những cái nếp nhăn bởi vì là họ đã làm sẵn ra thôi. Cái size này mình mặc là size S, mình không hiểu tại sao nó như kiểu là một cái form áo của Off-White luôn, là nó là một cái form áo Âu và nó rất rất là rộng, là một cái chất vải cốt tông nhưng mà nó lại hơi có cái tên tiếng gọi là xù lông. Mình không biết gọi cái chất vải này nó là cái chất vải gì, nhưng mà thường ở Việt Nam ấy thì cũng có, mình cũng gặp qua một vài cái áo mà có những cái chất vải này rồi, là nó thường sẽ làm quát quát, nó hơi bị rách rách ở cổ này. Ok, và tổng kết lại thì mình đã unboxing và chia sẻ cho mọi người tất cả những cái món đồ mà mình pick up trong cái tháng vừa rồi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video ở đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.